Rồi, em xin tổng chào tất cả anh chị em bà con đã quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ bên em ha. Lời nói đầu tiên em xin chúc toàn thể anh chị em bà con mình có một ngày làm việc thật là tốt nha mọi người. Một công việc mua bán kinh doanh thật là thuận lợi ha. Làm cái gì đó cũng gặp nhiều điều may mắn hết. Để cho giúp cho cuộc sống này nó càng hoàn thiện hơn, nó càng tươi đẹp và phát triển hơn. Thì cũng mong sao bà con mình sẽ vượt qua những lúc khó khăn này. Đây là thời kỳ của dịch bệnh ha. Thì dịch bệnh hiện tại thì đang khá là nhiều luôn. Cũng cầu mong sao cho nó qua, nó đẩy mạnh đi ra khỏi đất nước của mình và tiêu tan hết, để cho bà con của mình ổn định lại cuộc sống cũng như ổn định lại cái công việc của mình ha mọi người ha. Thì điều đầu tiên em cầu mong sao sức khỏe của mọi người thật là dồi dào và công việc thật là thuận lợi. Thì quay trở lại với công việc của em hôm nay thì bãi của em mới về thì một con xe tải Ben, xe tải Ben nha mọi người. Con này thì 2 tấn nha. Con này 2 tấn đời 2008, đăng kiểm bảo hiểm mới, nội thất sơn si đồng điếc rất là đẹp luôn. Thì em sẽ quay tổng thành cái con xe này gửi đến anh chị em bà con mình cùng xem, cùng tham khảo nó như thế nào. Thì mọi thông tin chi tiết bà con mình cứ liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại cũ là số 0988 454 318 nha mọi người, để có thông tin về xe và để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người ha. Thùng này chắc cũng được khoảng từ 3 đến 4 khối nha mọi người. Thì em sẽ quay tổng thành chi tiết xe để gửi đến chị em bà con mình cùng xem cùng tham khảo nha. Thì con xe này bên cửa hàng bên em đang rao bán với giá tờ 85 triệu nha mọi người. 85 triệu. Đời 2008, đăng kiểm bảo hiểm mới, nội thất sạch sẽ, thùng Ben, các chức năng trên xe vẫn còn hoạt động tốt nha mọi người. Thì con xe này hiện tại thì bãi em mới về thì bôi dầu mỡ đồ vô hết nè. Ben nè, cốp đồ, sexy nó rất là đẹp luôn. Sexy máy móc nó nè. Đây ha. Máy con này máy lớn nha mọi người, 3 chấm luôn nha. Máy lớn nha. Đó. Máy móc nó nè. Máy khá là khỏe nha. Hiện tại cái bình để em mở ra rồi, để phía ngoài mà Ben lên dày đầy. Nó cũng khá là dễ mắc bình cho nên là em tháo bình ra rồi. Vỏ lớp thì không còn ok nha mọi người. Đó, vỏ lớp không còn ok nữa nha. Nói chung còn xài tạm được thôi nha, không có đẹp nha mọi người. Đó, thùng sàn nó rất là đẹp ha. Em Ben sẵn lên mà Ben hôm qua cái quên bỏ xuống cái rồi tháo bình ra để vậy luôn cho bà con mình cũng xem cái sexy nó mọi người. Thì con này bên em đang chào bán với giá là 85 triệu thôi nha. 85 triệu con xe này chắc cỡ được 3-4 khối gì đó ha. Thì nói chung em cũng không có rành được dòng xe thùng này mà cái kích thước này là thì bao nhiêu khối thì mình cũng không có bên vật liệu cho nên mà mình cũng không có biết rành về cái đó, nhưng mong anh chị em bà con mình hiểu và thông cảm giùm em nha. Đó. Thì máy móc con này khá là ok nha mọi người, nội thất rất là sạch sẽ, giá rẻ, đăng kiểm bảo hiểm mới, nói chung là đăng kiểm bảo hiểm còn rất là dài luôn, tháng 10 năm 2021 nha mọi người. Đồng sơn rất đẹp ha. Giá quá rẻ luôn, 85 triệu thôi nha. Thì bà con nào mình mua về mình chở vật liệu xây dựng hoặc là mình chở rác nè mọi người, thì xe này rất là hợp lý luôn. Ben đồ khá là ok luôn. Vỏ lớp, hai vỏ lớp bên này đẹp nè. Có hai vỏ lớp bên kia thì hơi xấu nha. Đó. Thùng sàn con này rất là đẹp luôn. Đây bình em tháo ra rồi nha mọi người. Máy con này khá là to nè. Em sẽ quay sơ lược cái phần thùng sàn sexy, rồi em sẽ lên cái phần cabin nội thất cho bà con mình cùng xem nha. Đây ha. Đó. Thùng sàn sexy, nội thất nó rất là đẹp luôn. Đó, thùng sàn không bị lủng, không bị mục mọt nha mọi người. Sắt khá là dày ha. Sắt khá là dày. Đó. Quay lại cái phần thùng sàn phát nữa là em sẽ lên cái phần nội thất cabin cho bà con mình xem cái phần nội thất cabin nha. Thì nói chung xe Ben thì quan trọng nhất là cái thùng sàn với sexy với lại cái Ben của nó mọi người. Cái Ben thì nó cũng dễ sửa đó ha. Xe thùng sàn rất là đẹp luôn. Xe này em nghĩ chắc cỡ tầm khoảng 3 khối rưỡi đến 4 khối. Thì con là mình chở mà mình trung chuyển vô mấy cái đường nhỏ hẹp thì mình có thể mua cái con xe Ben này để trung chuyển vật liệu ai mà cần á. Cái hàng ít đá, cát, đồ gạch, xi măng đồ đó. Ít thì mình mua cái con mình về mình trung chuyển á, ở đường nhỏ hẹp rồi nè mọi người. Đó. Hiện tại bãi xe đang còn khá là nhiều nha mọi người. Bãi xe đang còn khá là nhiều xe ha. Tổng cộng bãi em trong ngoài thì nó tới 20 mấy chiếc lận. Rồi, bây giờ đi sâu vào thằng nội thất nè. Nội thất thì cũng còn sáng sẽ, sạch sẽ.
còn rất là đẹp, tươi trẻ luôn, rất là đẹp. Tiếc quá, cái này cái bình hôm qua em tháo ro rồi, tối quá việc nó nhiều, không có để cái bình ngoài được. Mong bà con mình xem mà thông cảm, máy thì rất là ngon, bà con mình cứ tới cửa hàng bên em test máy thoải mái luôn, test cứ test thoải mái. Nội thất rất là đẹp luôn, rất là liền xe nha mọi người. Giá chỉ có 85 triệu thôi nha. Con mình mua về sở hữu chạy hàng khá là ok rồi nha. Nội thất sạch sẽ đẹp đẽ nha. Đó. Rất liền lạc nha. Không có đồng sơn nội thất, thùng sàn, máy móc sexy. Con này hai cầu nha mọi người, em quên nói luôn ha. Con này hai cầu nha. Hai cầu, cầu trước nè. Đó. Cầu này cầu 3 tấn rưỡi nè. Đó, cầu khá xịn sò luôn. Không có xì nhớt xíu nào nha mọi người. Cầu to ha, cầu trước và cầu sau nha mọi người. Fusion Taco Fusion hai cầu nha mọi người. Xe tải tự đổ hai cầu, đăng kiểm bảo hiểm mới, thùng sàn đẹp. Máy móc ok. Đó. Thấy chưa? Nè, hai vỏ sau bên này còn được nè, hai vỏ này thì xấu nè. Bảo luôn cho bà con mình biết luôn. Đó. Máy cầu khá là to nha, cầu 3 tấn rưỡi nha. Đó, không phải cầu 2 tấn rưỡi đâu. Đó, rất đẹp nha. Bà con mình nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em và đóng góp ý kiến cho em nha mọi người. Qua đây xin chúc toàn thể anh chị em bà con mình có một ngày làm việc thật là hiệu quả và có thật nhiều sức khỏe để vượt qua những cái lúc khó khăn, những lúc dịch bệnh như thế này. Mong bà con mình sẽ gặp nhiều may mắn hơn, cũng như công việc nó thuận lợi hơn nha mọi người. Rồi em sẽ kết thúc cái video ở đây, mong nhận lại những phản hồi tích cực từ anh chị em bà con của mình. Và bà con đừng quên đóng góp ý kiến cho em để hoàn thiện những video sau nha mọi người. Rồi em xin chào tất cả mọi người nha.